Nhà sàn ở miền Tây nè. Cái này ở cầu số 10. Thôi đây là chợ Tà Đẩm. Chợ cầu số 10. Quên đây là một chỗ mình tôi mua cắm. Rồi con để cho bạn mua con mình. Con mình là cá để con mình. Mấy cá nhỏ nhỏ con mình là con nuôi mấy con. Hôm nay chạy với em đây là cái chỗ mình đặt lại cá lóc để coi hổ ẩn đang đi chung nhỏ đi con đặt con đặt cá lóc. Mấy giờ anh đây vô anh? Sáng sớm cá cả chừng 7 giờ mấy vậy anh đi vô trong vô nó đặt cái lạnh. Thôi vô đây luôn nè, vô cái bến này luôn nè. Để mai chạy xuống mà mai mốt thì chạy xuống chắc cỡ cỡ 7 giờ rưỡi á. Ở đây sánh đồng này cũng bự luôn. Linh mình dân nước ra lên. Tính chạy xuống Phúc Tân hơi xuống này có thể nó nghe nó không nói giờ để đủ là con tay đi lưới vô đồng để bữa nay đi xuống sống xuống này mày bóc cầu hay cầu hồi sinh chỗ này nó chạy cũng xếp để cầu này xe tải thì cỡ 8 tấn rồi nước xe ngược nước tám đồng một kilo ngoài chặn lên này. Không có nước bị mất gốc phải.
tay thì kinh đọc thì nhiều, đến cầu thì nhiều. Đây có cái nhà rất đẹp mà. Nhà sàn ở miền Tây nè. Cái này ở cầu số 10. Cái này ghé bán hàng, cái này ghé bán gì. Nước mình thiên địa, nước này còn mình cánh quanh mình đang lũ. Giữa lấy cái này là cá sống. Chỗ này hình như mua mấy bông mưa văn sở tài điểm là ở đây đi cầu số 10. Buồn đây có chiếc vỏ lái này là gì? Đi đây đi thẳng về mùa nước và có vỏ lái này đi thoải mái, không lập thì nó cũng nhiều thành tử ra đi tới đâu cũng tới.
lưới, đang dỡ lưới. Vậy vậy chứ người ta làm lớn, làm cá nhiều á. Ừ. Tính đi trên... xuống Tân Tiến rồi gặp với anh đặt lộ con, có trong làm càng á. Dạ. Tính anh xin ông đi cho những con đặt lộ con. Ừ, con bù cu. Okay, đường bên sông dài dài. Này là tăng mạnh giới. Giới mà. Nó kéo cái lú lên, cái lú là cái lú chọn cá nó vô lồng, nó kéo lên chút nữa nó vũ, nó vũ xong rồi nó vũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.